Cuộc sống vợ chồng sẽ không tránh khỏi những lúc xô bát xô đũa với nhau. Tuy nhiên đôi khi vì thiếu kiềm chế mà mâu thuẫn nhỏ lại hóa chuyện lớn lao, khiến hôn nhân dần đi vào ngõ cụt. Và mới đây, rất nhiều thành viên mạng bất bình trước cách hành xử của người vợ với người chồng khi muốn anh chồng cùng san sẻ việc nhà với cô. Cụ thể, sau bữa cơm, người vợ bưng mâm bát đến gần bàn làm việc của chồng, lúc này người chồng đang ngồi chơi game. Khi thấy chồng đang cắm mặt vào chơi game không để ý, người vợ lặp lại những câu nói với giọng to hơn và gắt gỏng hơn. Lúc này, người chồng mới giật mình quay lại đáp với cô vợ, anh đang chơi game mà. Bức xúc, người vợ quăng mạnh mâm bát đang cầm trên tay xuống dưới nền nhà, khiến cho bát đũa vỡ vụn hết. Bức xúc, người chồng bật lại, làm cái gì đấy, giỏi thì đập nốt cái này đi. Vừa nói, người chồng vừa chỉ tay vào màn hình máy tính. Trong cơn nóng giận, người vợ tiến đến, thẳng tay đập màn hình máy tính quẳng xuống nền nhà. Đừng thách con này, người vợ nói. Song song với đó, chị vợ đã lấy chân đá vào đống đồ bị vỡ, đang lăn lóc trên nền nhà. Đoạn clip được chia sẻ nhận về rất nhiều bình luận, đa số lên án thái độ nóng nảy của người vợ đối với người chồng.